Ok, xin chào các anh chị khách hàng yêu quý của Belo. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì Belo vừa mới có hoàn thiện được một cái thành phẩm với trong kính đổi màu Transition Signature Gen 8 màu hồ phách Amber từ Essilor trên cái gọng Oliver People cho bạn Biên, một bạn khách hàng rất là quen thuộc tại Belo, một khách hàng rất là thân thiết của Belo. Rồi, và cũng có rất là nhiều các bạn chúng ta có thắc mắc, chúng ta có muốn tìm hiểu là chọn bộ tròng kính khi mà chúng ta nhận được thì nó sẽ gồm những cái gì. Thì trong video clip ngày hôm nay thì Belo sẽ thực hiện những cái chọn bộ đơn tròng đổi màu Essilor Transition Signature Gen 8 màu hồ phách Amber để cho các anh chị và các bạn chúng ta tham khảo nha. Đấy, thì thông thường á thì chúng ta cũng sẽ có, Belo cũng đã thực hiện những cái video clip về chọn bộ những cái đổi màu khói hay là xanh sapphire. Đấy, thì với cái màu hồ phách thì chúng ta cũng có hoàn toàn tương tự thôi. Và với trong kính đổi màu gen 8 màu hồ phách này thì chúng ta sẽ được đặt sản xuất riêng tại phòng lab của Essilor tại nước ngoài. Đó, thì do khi mà chúng ta có tròng kính này thì nó sẽ đi kèm cho chúng ta một cái thẻ chứng minh thư tròng kính. Đấy, ghi rõ cái loại tròng kính của chúng ta. Ví dụ như ở đây thì chúng ta sẽ có được cái chiết xuất 1:50 đổi màu gen 8. Đây là cái từ viết tắt của cái việc là Transition Style Color. Đấy, chúng ta sẽ có được cái lớp phủ váng Chrysorop. Và cái lớp phủ váng này sẽ chỉ phủ được ở phòng lab của Essilor tại nước ngoài thôi. Và chúng ta cũng sẽ có tên của bạn Biên này, chúng ta sẽ có tên của shop này là Belo này. Ok, và đi kèm với cả cái chứng minh thư tròng kính này thì chúng ta cũng sẽ có vỏ bao tròng kính nữa, nó sẽ trùng khớp với cả cái số job number ở đây. Chúng ta sẽ có 00388 6805. Đấy, thì những cái chọn bộ như thế này thì Belo cũng sẽ bàn giao đầy đủ cho bạn Biên cũng như là các anh chị khách hàng của Belo khi mà chúng ta đặt mua sản phẩm. Đấy, rồi, và khi mà chúng ta hoàn thiện này thì ở đây thì chúng ta sẽ có được một cái gọng Oliver People gọng nhựa. Đấy, và nó cũng là một cái thiết kế gọng mà nó rất là đơn giản thôi, nó không có phức tạp và yêu cầu cao như là những cái thiết kế gọng khoan hay là thiết kế gọng xẻ cước. Thì những cái thiết kế gọng nhựa thì bao giờ cũng là những cái thiết kế mà đơn giản nhất. Đấy, và với cái robot Essilor Delta 300 thì những cái phiên bản gọng nhựa như thế này thì khi mà có tròng á thì chúng ta mài lắp rất là nhanh, thì nó chỉ mất khoảng 5-7 phút là hệ thống nó đã xử lý xong cái cặp tròng này rồi. Rồi, ở đây thì khi mà chúng ta mài lắp xong này thì các anh chị và các bạn cũng sẽ thấy được là tròng kính của chúng ta nó sẽ được mài lắp một cách rất là chính xác, cũng như là những cái đường nét của nó rất là nuột nà, nó rất là đều và nó sẽ rất là khớp. Đấy, các anh chị sẽ nhìn thấy cái thành phẩm hoàn thiện như thế này. Rồi, và với tròng kính đổi màu gen 8 màu phách ấy, thì khi mà chúng ta ở trong nhà này thì nó sẽ có độ trong suốt rất là tuyệt vời như thế này, rất đẹp như thế này. Và khi mà chúng ta đi ra nắng, chúng ta tiếp xúc với tia UV thì tròng kính nó sẽ ngay lập tức đổi màu. Và với một cái thiết kế gọng màu đen như thế này thì chúng ta có kết hợp với cả đổi màu gen 8 màu nào cũng sẽ được. Tuy nhiên thì với màu hổ phách thì có thể nói nó sẽ là một cái màu kết hợp tuyệt vời nhất cho cái phiên bản gọng đen này. Thực sự là nó sẽ rất là trang nhã và rất là lịch sự. Và khi mà mắt của chúng ta nhìn qua cái màu hổ phách này thì chúng ta cũng sẽ cảm một cảm giác là nó được tăng cường cái độ tương phản, cũng như là nhìn tròng kính nó sẽ được dịu hơn. Đấy, rất là nhiều các anh chị và các bạn chúng ta cũng có chia sẻ với Belo là sau khi mà đeo những cái tròng kính đổi màu á thì thích nhất là khi mà đi ra nắng nó đổi màu thì nhìn chúng ta sẽ có được một cái cảm giác nhìn nó sẽ rất là êm dịu và nó sẽ rất là sắc nét. Đấy, rất là đẹp các anh chị. Rồi, và với đổi màu gen 8 thì chúng ta sẽ không chỉ có cái tính năng cũng như là đổi màu thời trang mà nó còn đem lại cho chúng ta những cái tác dụng như là chống chói nhờ cái khả năng đổi màu này. Ở trong môi trường có cường độ ánh sáng mạnh thì tròng của chúng ta nó sẽ đổi màu, nó sẽ giúp cho cái lượng ánh sáng đến mắt của chúng ta được tối ưu và nó sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy dễ chịu và được chống chói. Và thêm nữa thì cái phôi đổi màu gen 8 này nó cũng sẽ giúp cho chúng ta chặn 100% tia UV, cả UVA và UVB. Và thêm nữa thì chúng ta sẽ có được
cái khả năng hấp thụ ánh sáng xanh một cách tự nhiên, nhờ cái cơ chế hấp thụ màu sắc một cách tự nhiên. Đấy, thì với cái cặp trong kính đổi màu Gen 8 này thì bạn Biên cũng như các anh chị chúng ta sử dụng thì chúng ta cũng đã có được cái một cái cặp trong kính tổng hợp được rất nhiều tính năng, có cả chống tia UV, chống ánh sáng xanh và chống chói khi ra nắng, và nó cực kỳ thời trang với cả cái gam màu amber, màu hổ phách. Và cái lớp váng phủ trên cái phôi đổi màu Gen 8 này thì là cái lớp váng phủ Chrysorop, và các anh chị cũng sẽ thấy được cái màu vàng ánh kim đặc trưng của cái lớp váng phủ Chrysorop. Và với cái lớp váng phủ Chrysorop thì chúng ta sẽ đem lại được cái khả năng chống chảy xước gấp 3 lần về thế hệ cũ trước đây của Essilor như là Alize UV. Với cái việc là chống chảy xước gấp 3 thì trong kính của chúng ta nó cũng sẽ trở nên bền bỉ hơn rất là nhiều. Và thêm nữa thì chúng ta sẽ có được cái khả năng tăng cường cái khả năng chống tia UV ở cả hai mặt trước và sau của trong kính nhờ cái váng phủ Chrysorop này, và nó sẽ đem đến cho chúng ta được cái khả năng bảo vệ toàn diện trước tia UV mức ESPS là 35, tức là nó tốt hơn 35 lần khi mà chúng ta không đeo kính có khả năng chống tia UV. Và đây là mức chống tia UV cao nhất của một cái cặp trong kính đổi màu trên thị trường hiện nay. Thêm nữa thì chúng ta sẽ có được cái khả năng chống bám bẩn, chống bám bụi, chống bám nước gấp 3 lần. Và khi mà chúng ta đi mưa, chúng ta cũng sẽ thấy là những cái giọt nước nó rất là khó đọng lại trên tròng, và thêm nữa là nó sẽ rất là dễ bay đi khi mà chúng ta đi đường. Đấy, nó rất là nhanh bay hơi, và khi mà chúng ta đeo khẩu trang thì chúng ta cũng cảm thấy rất là thoải mái và dễ chịu. Đấy, và chúng ta quen sử dụng với cái lớp phủ vàng Chrysorop này rồi, và trong kính Essilor nói chung thì khi mà chúng ta sử dụng những cái trong kính cấp thấp hơn như là Chemi hay là Hoya thì chúng ta sẽ cảm thấy khá là khó chịu. Và với cái đổi màu Gen 8 hổ phách này thì đây là cái thiết kế đơn tròng, đơn giản nhất thôi. Thì các anh chị và các bạn chúng ta còn có thể kết hợp thêm cùng với các cái thiết kế cao cấp và tối ưu hơn cho mắt, như là thiết kế chống mỏi, thiết kế tối ưu theo độ tuổi và đa tròng Essilor Varilux nữa. Rồi, và các anh chị chúng ta cần tư vấn chuyên sâu và tìm kiếm cái loại sản phẩm nào và tròng kính nào tốt nhất cho đôi mắt của chúng ta thì chúng ta hãy liên hệ trực tiếp đến các chuyên gia tư vấn tại Belo Eyewear nha. Đấy, căn cứ vào độ khúc xạ của anh chị, loại gọng của các anh chị được lắp, định lắp, nhu cầu của anh chị cũng như là độ tuổi của các anh chị thì Belo cũng sẽ tư vấn cho các anh chị cái loại tròng kính tốt nhất mà các anh chị có thể tìm mua ở trên thị trường hiện nay. Rất là cảm ơn sự ủng hộ của bạn Biên, và rất mong qua video clip này cũng đem được đến những cái hình ảnh rất là trực quan cho các anh chị và các bạn khách hàng chúng ta đang quan tâm đến dòng sản phẩm trong kính đổi màu Essilor Transition Sunnier trở lên 8 hổ phách amber tại Belo. Belo xin phép được kết thúc video clip ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.